anh hùng. Nếu để một kẻ như vậy gia nhập quân đội Ma Vương thì khác nào tự mua dây buộc mình. Không sao đâu, hôm nay ta sẽ dừng ở đây cùng uống trà chiều với mọi người nào. Nếu còn thời gian để phàn nàn thì nhanh cái chân lên. Không một ai, ta không thể tin bất cứ ai được nữa. Tôi cứ tưởng dần dần rồi mình sẽ hiểu ra. Đón xem Tôi Nghỉ Làm Anh Hùng Rồi trên kênh Animax.